người con thánh nhân dạy, nếu để trước kế cận sinh, yêu bình đẳng gần người nhân, có dư sức thì học văn. Ở nhà hiếu, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, đông phải ấm, hạ phải mát, sáng hỏi thăm, tối phải viết, đi phải đưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con, vật tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn. Cha mẹ thích dốc lòng làm, cha mẹ ghét cẩn thận bỏ, thân bị thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ xấu, cha mẹ thương thiếu đâu khó, cha mẹ ghét thiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu, khuyên không nghe vui can tiếp, dùng khóc khuyên đánh không giận. Cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường, tan ba năm thường thương nhớ, chỗ ở đổi không rượu thịt, tan đủ lễ cúng hết lòng, việc người chết như người sống.
cận. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Sáng rửa mặt, phải đánh răng, tiểu tiện xong, rửa tay sạch. Ngủ phải ngay, nút phải gài, vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Áo quý sạch, không quý đắt, hợp thân phận, hợp gia đình. Với ăn uống, chớ kén chọn, ăn vừa đủ, chớ quá no. Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. Đi thông thả, đứng ngay thẳng, chào cúi sâu, lại cung kính, chớ đạp thềm, không đứng nghiêng, chớ ngồi gian, không rung đùi, vén rèm cửa, chớ ra tiếng rẽ quẹo rộng, chớ đụng gốc, cầm vật rộng như vật đầy, vào phòng trống như có người. Làm chớ vội, vội sai nhiều, không sợ khó, chớ qua loa, nơi ồn náo không đến gần, việc không đáng quyết chớ hỏi. Sắp vào cửa, hỏi có ai, sắp vào nhà, cất tiếng lớn, người hỏi ai, nên nói tên, nói ta tôi, không rõ ràng. Dùng đồ người, cần mượn rõ, nếu không hỏi, tức là trộm. Mượn đồ người, trả đúng hẹn, sao có cần, mượn không khó. Phạm nói ra, tin trước tiên, lời dối trá, sao nói được. Nói nhiều lời, không bằng ít, phải nói thật, chớ xảo lịch. Lời gian xảo, từ bẩn thỉu, thói tập thường, phải trừ bỏ. Thật, chớ nói bừa, biết chưa đúng, chớ tuyên truyền, việc không tốt, chớ dễ nhận, nếu dễ nhận, tiến lui sai. Phạm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan, chớ để ý. Thấy người tốt, nên sửa mình, dù còn xa, cũng vẫn kịp. Thấy người xấu, tự kiểm điểm, có thì sửa, không cảnh giác. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắn. Nếu quần áo, nếu thức ăn, không bằng người, không nên buồn. Nghe lỗi giận,
nghe khen vui, bạn xấu đến, bạn hiền đi, nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Người hiền lương dần gần gũi, lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội. Biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu lỗi chồng thêm. Thank you.
cùng là người, các tộc loại hôn tục nhiều, nhân từ ít, đúng người nhân, người kính sợ, nói thẳng lời, không vẽ định, gần người hiền, tốt vô hạn, đức tin chân, đổi ngay chậm, không gần hiền, hại vô cùng, tiểu nhân đến trăm viện hơn. Thời gian ít, cần chăm chỉ, công phu đủ, đọc liền thông, tâm có gì thì chép lại, học hỏi người, mong chính xác. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bất tranh, chữ viết ẩu, tâm không ngay. Xếp sách vở, chỗ cố định, đọc xem xong, trả chỗ cũ. Tuy có gấp, xếp ngay ngắn, có sai hư, liền tu bổ. Không sách thánh, bỏ không xem, che thông minh, khôi tâm trí. Chớ tự chê, đừng tự bỏ, thanh và hiền, dần làm được. Ha ha ha, 问什么的说呵。